Chương trình 24 giờ chuyển động. Triệt phá đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Hiện nay, những ngành nghề hot, hành tráng dễ bị thu hút. Song thực tế khi chào học, nhiều bạn học sinh cuối cấp lại nhận thấy không phù hợp. Kỳ xạ, thú vui mới của giới trẻ Hà Nội. Khám phá dự án thành phố nổi sức chứa 40.000 người ở Nhật Bản Kính chào quý vị thính giả, chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Ngựa Bình và Như Thảo, chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng Ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an của thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vì bắn chết hai con dê của người dân trong lúc đi săn. Ba cán bộ bị tước danh hiệu gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Đồng thời, công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự ba cán bộ này để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 26 tháng 6, ba cán bộ đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, thì cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố, công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc đồng thời yêu cầu công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Bộ đội biên phòng Cơm Tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án A2-1222.2 b bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển trái phép 34 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. Cụ thể, tại đường tuần tra biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng đánh án đã bắt quả tang hai đối tượng, Dương Văn Đức sinh năm 1983 và Lã Thị Tuyết sinh năm 1975, Bước đầu Dương Chăn Đức và Lã Thị Tuyết khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác với tiền công 340 triệu đồng. Số chất cấm này ước tính khoảng gần 4 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng An ninh Thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đội quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, thu giữ nhiều tăng vật. Trước đó, ngày 23 tháng 6, đơn vị đã phối hợp công an huyện Đức Trọng triệu tập đối tượng HNH sinh năm 1992 để làm rõ hành vi tạo lập sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tải nhiều bài viết quảng cáo, bán cho thuê thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, HNH đã mua một bộ thiết bị về nhưng chưa kịp bán cho khách hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. Liên quan đến vụ hàng loạt ghế đá trên địa bàn thành phố Thủ Đức bị xịt sơn quảng cáo trang mạng cá độ trái phép, ngày 27 tháng 6, Công an phường Long Thạnh Mỹ đã phối hợp với đơn vị liên quan xác minh làm rõ và đây là những chiếc ghế đá đã bị bôi bẩn, bên trên là thông tin của các trang mạng cá độ bóng đá. Đáng nói khu vực này đã có bản cảnh báo có gắn camera an ninh. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 21 giờ tối 26 tháng 6, có hai người đàn ông chạy xe máy mang theo bình sơn xịt. Hai người này đi vào từng cái đá, dùng khung cố định rồi xịt sơn vào cái đá. Những chiếc cái đá bị bôi bẩn nằm ở một số tuyến đường ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Các ghế đá này chủ yếu được đặt trước nhà chân và các quán cà phê. Trong ngày 27 tháng 6, đại diện Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ đã tiếp nhận thông tin cử lực lượng chức năng đi xác minh xử lý. Tối ngày 27 tháng 6, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 1K đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngập nước cục bộ, kẹt xe hàng cây số. Tại nhiều đoạn đường, nước ngập sâu khoảng 50 cm, chảy xiết về một phía, đặc biệt là những đoạn ngã ba, nhiều xe máy và xe ô tô chết máy giữa đường do ngập nước lực lượng công an, dân quân, dân phòng đã có mặt hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân tránh lưu thông vào những chỗ nước sâu, chảy xiết gây nguy hiểm. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, chọn ngành học để gắn bó luôn là vấn đề không hồi kết với học sinh quý cấp. Ở độ tuổi mong manh lưng chừng ấy, nhiều em học sinh nghe tên ngành nghề hot, hoành tráng sẽ dễ bị thu hút. Song thực tế khi chào học lại nhận thấy không phù hợp. Vâng ạ, à, và đây cũng là câu chuyện đáng quan tâm trong những ngày này. Mời quý vị cùng đến với nội dung này qua phóng sự sau đây. Với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thạch, trưởng quan quản lý đào tạo Học viện Tài chính cho biết. Khi mà chọn ngành thì thí sinh cũng phải cân nhắc đến cái nhu cầu về cái nguồn nhân lực trong tương lai. Tức là sau này 4 hay 5 năm mình ra trường thì cái nhu cầu về cái ngành đó nó sẽ như thế nào? Cái xu hướng nó ra làm sao? thậm chí có những ngành mà bây giờ thì hot nhưng mà bốn năm nữa thì có thể là nó không còn hot nữa hoặc là hiện tại thì nhu cầu rất cao nhưng mà tương lai thì có thể là nhu cầu nó không không còn cao nữa chuyên gia tuyển sinh cũng cho rằng các em chỉ có thể thành công nếu biết chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân có niềm yêu thích và ngành nghề xã hội đang thực sự cần tiến sĩ nguyễn phi long trưởng phòng đào tạo học viện phụ nữ việt nam nói những cái ngành hot thì nó là xu thế và nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Nhưng không phải rằng là bạn nào đăng ký vào học những ngành hot cũng đi đến cuối chặng đường và ra đường đạt được cái mục tiêu khi mình học vì do nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái năng lực của các em. Thế do đó rằng là cái một lời khuyên cho các bạn là nên cân đối và hài hòa giữa cái năng lực sở thích của bản thân với cái ngành nghề mà mình dự mình dự kiến lựa chọn. Vì nếu như chúng ta có tình yêu có đam mê với một ngày một nghề thì chúng ta đi đến cuối chặng đường chúng ta sẽ có thành công. Hiện nay, nhiều ngành đáp ứng xu thế của xã hội theo hướng phát triển, song các bạn thí sinh không nên ngộ nhận tất cả các ngành đó đều phù hợp với bản thân. Vâng ạ, à, những ngành đó vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức, thậm chí có những nguy cơ cực lớn đối với thí sinh nếu chỉ chọn nghề dựa theo dư luận xu thế mà không tính toán một cách hợp lý. Tiểu mục Đông tay chuyển động. Giờ thưa quý vị, đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều khu vui chơi, du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật đón lượng khách lớn từ khắp nơi đổ về. Thậm chí với nhiều gia đình ở thành phố, mùa hè năm nay, thay vì chọn điểm du lịch xa, họ lại quyết định du lịch tại chỗ để tiết kiệm chi phí. Nắm bắt điều này, nhiều điểm vui chơi đặc trưng tại thành phố này đã làm mới mình để thu hút khách tham quan. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa kết thúc năm học, thay vì tốn một khoản tiền lớn để đi du lịch xa, nhóm bạn trẻ đã chọn các điểm mới lạ tại thành phố Hồ Chí Minh để lưu giữ lại kỷ niệm cũng như xả stress sau những kỳ thi căng thẳng. Nhiều điểm vui chơi khác như thảo cầm chiên, biển nhân tạo tại Sơn Tiên hay các hoạt động chui hè tại Suối Tiên như lễ hội trái cây cũng thu hút được rất đông du khách. Anh Giỏi Thanh Thắng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói. Hào hứng, à, đặc biệt là mình rất ấn tượng với tượng Phật. Á. À, cảm giác rất là ánh đèn, hào quang, nhìn nó rất là rực rỡ, rất là ấn tượng luôn. Anh Nguyễn Văn Thành, một du khách khác, chia sẻ. À, nó, nó, nó có một cái không gian mà thực sự là ở giữa thành phố đi nó khó tìm ở một cái nơi nào khác mà nó có những cái khung cảnh hay là cái cách bài trí kiểu như này nó rất là phù hợp cho những cái dịp mà đi chơi vào dịp lễ cho trẻ con đi chơi hay là kể cả người lớn cũng còn thấy đẹp. Để tăng cường những trải nghiệm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhất là mọi thành viên trong gia đình, hè năm nay các điểm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư thêm về các công trình mới, tạo nét độc đáo để thu hút du khách đến với các khu vui chơi, dù là đặc trưng và quen thuộc của nội đô thành phố Hồ Chí Minh, nhưng du khách sẽ cảm thấy được nhiều điều mới lạ. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với ngành du lịch thành phố thì ngoài những cái sự kiện tổ chức trong cái dịp hè thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái gói sản phẩm để giúp cho du khách thì ở lâu hơn chi tiêu nhiều hơn đó là đầu tiên thì những cái kết hợp với những cái đơn vị tổ chức những cái, chương trình giao lưu văn hóa và những, những cái hiệp hội về góp những cái đưa những cái đội tuyển nổi tiếng trên thế giới có thể tham gia vào theo số liệu thống kê của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong năm tháng đầu năm, ngành du lịch đã đón hơn 1,69 triệu lượt khách quốc tế, 13 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ dịch vụ hơn 66.700 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thời điểm này đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, tuy nhiên với những sản phẩm mới lạ của thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay, mùa hè năm nay được kỳ vọng là đòn bẩy để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch nội đô. Thưa quý vị, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung hay mặc những trang phục cổ cưỡi trên lưng ngựa chúng ta chỉ có thể thấy trong phim thế nhưng bây giờ ngay gần bãi sông hồng dưới chân cầu nhật tân hà nội nhiều bạn trẻ yêu thích những chú ngựa và tham gia một thú vui hoàn toàn mới lạ đã có thể tới với câu lạc bộ kỳ xạ việt nam để giao lưu và trải nghiệm mặc cổ phục cưỡi trên lưng ngựa thông dông hay vừa phi nước đại vừa bắn tên những cảnh tượng chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim cổ trang mà nay ở ngay giữa thủ đô các bạn trẻ đã có thể tham gia trải nghiệm bạn Ngô Hương Quỳnh, thành phố Hà Nội, thích thú nói: Em được uh, trải nghiệm cưỡi ngựa, bắn cung, mặc cổ phục thì những cái đấy khiến cho em cảm giác được uh, trải nghiệm những thứ ở trong lịch sử thì em cảm thấy rất là thích thú ạ. Bạn Nguyễn Thị Hồng, học viện tài chính, thành phố Hà Nội cho biết: cái Bộ môn này nó khá là mới lạ, trước đây mình chưa từng được tiếp xúc, ấy. còn bây giờ thì em được được thử tiếp xúc với nó và em cảm cảm thấy muốn muốn trải nghiệm. Ấy với niềm yêu thích và gắn bó với động vật, đặc biệt là loài ngựa. Anh Phạm Văn Phúc đã thành lập câu lạc bộ kỳ xạ này để tập hợp những người cùng đam mê và đem đến một thú chơi mới lại cho các bạn trẻ. Từ đó giúp các bạn trao dồi và yêu thích lịch sử nước nhà. Anh Phạm Văn Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ kỳ xạ Việt Nam, chia sẻ. Khi mình chơi với nó, mình huấn luyện nó, mình đầu tiên mình phải hiểu được cái tập tính của cái loài vật đấy nó như thế nào. Từ đấy mình sẽ nương theo cái tập tính đấy để mình sẽ sẽ hướng nó đến cái các cái hành vi mà mình muốn và sau đó tôi đã chọn những cái cái giống ngựa và cách huấn luyện phù hợp với thể trạng của người Việt để tạo ra câu lạc bộ kỵ xạ này. Kỵ xạ vừa là một bộ môn thể thao rèn luyện thể chất, vừa trao dồi nhiều kỹ năng tốt cho người trẻ. Điều quan trọng khi chơi bộ môn này là điều khiển được ngựa theo ý muốn, phải biết nhu, biết cương mới có thể thành công. Chị Đỗ Thị Minh Hạnh, Học viện Tài chính thành phố Hà Nội cho biết hiện tại là em đã chưa thành thục với chú ngựa lắm bởi vì em nhớ em kể lên em vẫn thấy nó hãng cũng bướng không nghe lời nhưng mà dần dần nó cũng dần dần là mình cũng hiểu được là lúc nào là mình cần biết là mình cần cương với nhu với nó với một bộ môn mới lạ thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trong dịp hè này chủ nhiệm câu lạc bộ kỳ sọ mong muốn tạo ra một cộng đồng người chơi chuyên nghiệp lan tỏa và khuyến khích giới trẻ yêu thích hơn với lịch sử và bản sắc dân tộc Thưa quý vị, trải qua 120 năm hình thành phát triển du lịch, từ khi người Pháp đặt dấu mốc đầu tiên trên đỉnh Phan Băng vào năm 1903 và đặt trạm nghỉ dưỡng, cho đến nay, Sapa, Lào Cai đã trở thành khu du lịch quốc gia và hướng đến mang tầm quốc tế. Với khí hậu mát mẻ, khung cảnh hùng vĩ, tươi đẹp cùng với việc tích cực đầu tư hạ tầng du lịch, địa phương này luôn là điểm đến của nhiều du khách quốc tế. Lần đầu tiên tới du lịch tại Việt Nam, một nhóm du khách người Úc đã lựa chọn Sapa là điểm dừng chân thứ hai. Những cảnh sắc kỳ dĩ của đỉnh Phan Xipan, những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Bà Jenna Boys, du khách Úc, chia sẻ. Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm du lịch ở <laughs> đây này. Nó như thể là một khu làng nhỏ nhưng đầy màu sắc và cảnh sắc thì rất tươi đẹp. Khí hậu rất là dễ chịu trong một mùa hè rất nóng như thế này. Không phải tháng cao điểm, nhưng tại những địa danh nổi tiếng của Sabah đều có thể bắt gặp rất nhiều du khách, nhiều quốc tịch khác nhau. Chị Yvonne Liu Izigun, du khách quốc tịch Malaysia, nói Tôi rất ấn tượng với cảnh đẹp ở nơi đây. Trải nghiệm 3 ngày tại đây sẽ rất đáng nhớ trong hành trình du lịch Việt Nam của tôi. Tháng 5 năm nay, Sapa thu hút khoảng gần 100.000 lượt khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Sapa sẽ kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển ngành du lịch. Với nhiều hoạt động được dự kiến tổ chức sẽ tạo ra những điểm nhấn thu hút du khách thời gian tới. Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nói. Tỉnh thị xã hiện nay cũng đã ban hành một cái kế hoạch và gắn với nó là kế hoạch triển khai cái lễ hội năm mùa của Sa Pa. Ừ. Theo đó thì chúng tôi tổ chức một chuỗi các cái hoạt động uh, theo mùa tập trung vào cái việc đó là tổ chức các cái hoạt động uh, văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của các dân tộc của Sa Pa và đồng thời là tổ chức các cái hoạt động uh, phụ trợ khác để từ đó quảng bá cái hình ảnh du lịch của Sapa tới đông đảo du khách. Và xa hơn Sapa còn rất nhiều việc phải làm. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040. Với quy hoạch này, hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của Sapa sẽ được tập trung phát triển, nâng cấp, hoàn thiện nhằm góp phần đạt mục tiêu xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa thị xã Sapa trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Tin quốc tế gây chú ý, thưa quý vị, những thành phố nổi đang trở thành tâm điểm chú ý trong vài năm trở lại đây. Và thành phố nổi Dogen ở Nhật Bản được mô tả như ngôi làng nhỏ, với sức chứa khoảng 10.000 cư dân và 30.000 du khách du lịch tới thăm mỗi ngày. Công ty khởi nghiệp Enac của Nhật Bản gần đây thông báo kế hoạch phát triển một đô thị nổi kim trung tâm chăm sóc sức khỏe thông minh mang tên thành phố Dogen Sáng kiến này sẽ kết hợp sản xuất lương thực, kiến trúc, dữ liệu, năng lượng và đại dương trong hệ thống cộng sinh, sử dụng nước biển như một khu kinh tế mới gọi là New Ocean. Người dân trên thành phố nội có thể tận hưởng nhiều chức năng đô thị khác nhau như phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển, trường học, nhà kho, trung tâm an ninh, văn phòng, dịch vụ ăn uống, bệnh viện, công viên, sân vận động, trạm viễn thông, khách sạn, Thành phố còn tổ chức chương trình hướng dẫn người dân và du khách về thực phẩm bổ dưỡng, cũng như cách đối phó với động đất, lũ lụt và sóng thần. Sau đây chúng ta sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ và ghé thăm một thành phố độc đáo khác, đó là Derin Kuzu, nằm ở độ sâu hơn 85 mét, bên dưới mặt đất và bao gồm 18 tầng. Đây là thành phố ngầm lớn nhất thế giới từng được phát hiện Bên dưới những con đường lát sỏi ở thành phố Denrin Kuzu là mạng lưới đường hầm và phòng ở cổ đại, có thể làm nơi trú ẩn cho 20.000 người. Ở hợp mê cung bên dưới Denrin Kuzu là một trong hàng loạt thành phố dưới lòng đất ở quanh tỉnh Nesohia thuộc miền Trung Thổ Dĩ Kỳ, đều xếp hạng di sản thế giới của UNESCO. Có hàng trăm ngôi nhà trong khu vực cũng có lối ẩn dẫn vào khu đô thị dưới lòng đất như vậy xen kẽ giữa những ngóc ngách của quần thể là phòng ở từng được dùng làm nơi hội họp chuồng chứa gia súc, bếp, nhà kho, nhà tù nhỏ. Công trình thậm chí có hệ thống thông khí hiệu quả cho phép không khí trong nành tuần hoàng sâu trong cấu trúc mê cung. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, cháy một căn hộ chung cư ở thành phố Thủ Đức, cư dân tháo chạy trong đêm. Tiểu mục chuyện ngày mới, người giúp nhiều nông dân trở thành tỷ phú sầu riêng. Tiểu mục Cà phê không đường Tiểu mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý xảy ra ở Quảng Nam. Thưa quý vị, Hồ Phú Ninh ở tỉnh này là hồ nước nhân tạo có diện tích hơn 23.000 ha, lớn thứ hai ở nước ta, có quần thể đảo bao gồm 30 đảo lớn nhỏ khác nhau. Đây còn là nơi cung cấp nước cho hơn 120.000 người dân thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận, được mệnh danh là Hòn Ngọc Xanh của tỉnh Quảng Nam. Với tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Hồ Phúc Ninh được tỉnh Quảng Nam xác định là hạt nhân để mở rộng không gian du lịch về phía Nam. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, việc đầu tư tại khu du lịch này cầm chừng và nhiều lần gia hạn tiến độ, gây lãng phí tiềm năng của một danh thắng. Điều khiến dư luận thêm bức xúc khi khu du lịch này thiếu hệ thống xử lý nước thải, nhiều hạng mục xây dựng trái phép, gây ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan và nguồn nước sinh hoạt của người dân. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Đầu năm 2013, Tỉnh Quảng Nam giao cho công ty cổ phần đầu tư du lịch Hùng Cường Làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu dịch vụ du lịch Đồi Đá Đen, Phú Ninh Tại Hồ Phú Ninh Với diện tích gần 100 ha. Dự án được kỳ vọng là điểm du lịch nổi bật Ở phía nam của tỉnh Nhưng gần 10 năm qua Dự án này vẫn không có nhiều sản phẩm du lịch Khiến người dân và du khách không khỏi bức xúc Anh Vũ Thành Tài, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết thấy cái Mức độ đầu tư ở một cái điểm du lịch đó là có thể nói là cầm chừng cho chưa có một cái bứt phá để tạo một điểm nhấn cho cái điểm thuốc du lịch cho địa phương người ta. Qua tìm hiểu, đại diện công ty cổ phần đầu tư du lịch Hùng Cường cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp làm du lịch. Công ty tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục đang xây dựng, đồng thời mở rộng một số hạng mục mới theo đúng quy mô của dự án thành một khu du lịch sinh thái với đa dạng dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện. Ông Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ. Đối với là cái kết quả xây dựng hệ thống đức thải, theo đề án thì chúng ta sẽ tiến kiểm tra thôi. Tức là hiện nay cái, cái, cái đánh chất tạo động môi trường đã được duyệt rồi, nhưng mà cái việc triển khai xây dựng của nó thì họ chưa hoàn toàn chấp hành. À, chúng ta đã được ở văn bản rồi đề nghị báo cáo kết quả và chúng ta sẽ kiểm tra trực tiếp và xử lý theo quy định thôi. Cái này thì nó không làm, tôi buộc sự chính và buộc phải thực hiện thay thôi. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, nói Làm gì làm, phát triển gì phát triển, nhưng mà phải bảo vệ tốt nhất cái Hồ Phú Ninh. Bởi vì là cái Hồ Phú Ninh thì nó có rất là nhiều chức năng. Thứ nhất đó, là cái cung cấp cái nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Tông Kỳ cũng như nhân dân một số địa phương lân cận. Thứ hai là cái vấn đề về phòng chống lũ lụt. Đấy, cho nên đó là một phần là cũng thúc đẩy nhà đầu tư cần phải tập trung một phần cũng phải mời gọi thêm các nhà đầu tư có liên danh liên kết điểm đến rồi lữ hành không đảm bảo tiến độ đầu tư theo cam kết trong qua năm qua công ty cổ phần đầu tư du lịch hùng cường đã hai lần xin giới hạn đầu tư và đến tháng 1 năm 2023 phải hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 1 để đưa vào hoạt động. Nhưng đến nay, doanh nghiệp này chỉ đầu tư chưa đến 60% các hạng mục cam kết. Việc khu du lịch nằm trên khu vực hồ Phú Ninh lại chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và dịch vụ là việc rất đáng quan ngại. Người dân mong muốn chính quyền Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở cần có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khai thác một cách an toàn hiệu quả, nhất là vấn đề đảm bảo môi trường nước. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin nóng. Thông tin về giao thông ngày 27 tháng 6, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt bc 08 công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ xe bồn lao vào đám đông dừng đèn đỏ trên đường võ Trần Chí huyện Bình Chánh. Thông tin ban đầu, chiếc xe bồn trộn bê tông biển số 62H01176 chạy trên đường võ Trần Chí hướng ra quốc lộ 1 lao vào dòng người xe đang dừng chờ đèn đỏ tại đây nghe tiếng động lớn từ phía sau nhiều người lập tức dứt xe bỏ chạy những người may mắn thoát nạn sau đó thương lượng với tài xế lấy xe máy rời đi tại hiện trường nhiều mảnh dỡ xe máy nằm khắp đường ba xe máy hư hỏng trong đó có một xe máy bị xe bồn cán qua biến dạng khoảng 5 mét dải ta luy bằng thép bị hư hại nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường lấy lời khai những người liên quan trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân dù tai nạn khiến ba người bị thương phải nhập viện Thông tin về cháy nổ, tối ngày 27 tháng 6, công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 3 tầng nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong. Thông tin ban đầu, thời điểm này cửa của căn nhà bị khóa ngoài, nên người dân đã phải dùng búa để phá cửa và dùng bình chữa cháy mini phun vào bên trong nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Theo các nhân chứng cho biết, căn nhà nói trên có 5 người sinh sống, thời điểm xảy ra cháy, ba người đã đi làm. Còn hai người bên trong là một bà cụ khoảng 90 tuổi và một người đàn ông mắc kẹt bên trong. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện hai nạn nhân đã tử vong bên trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra. Trong một vụ cháy khác xảy ra tại một căn hộ của chung cư Opal Riverside, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 12 của lốc A1 chung cư Opal Riverside nghe báo động, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra đường. Lửa cháy lớn, ngùng ngụt kèm theo cột khói đen bay sang các căn hộ bên cạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức đã huy động nhiều phương tiện, cán bộ chiến sĩ và xe thang tới hiện trường. Rất may không có thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Sáng ngày 27 tháng 6, công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh phục vụ công tác điều tra về việc người dân trình báo mất trộm xe máy giữa ban ngày. Thông tin ban đầu, chị NTHD, 39 tuổi, đầu chiếc xe máy ở vỉa hè ven quốc lộ 62 gần tiệm cầm đồ. Vài phút sau, chị quay trở ra thì phương tiện đã biến mất. Trích xuất camera tại nơi làm việc gắn ở phía trước, có thể thấy chiếc xe máy của chị D đã bị hai đối tượng bẻ khóa một cách rất chuyên nghiệp. Thời điểm này ở phía ngoài đường vẫn có nhiều người và phương tiện qua lại. Thế nhưng, các đối tượng đã trộm xe một cách dễ dàng. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, tại Đồng Nai, những năm gần đây từ phong trào thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả và nhiều tấm gương tiêu biểu, giảm nghị, giảm làm, mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước dương lên làm giàu chính đáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Một trong những người điển hình tiêu biểu là ông Phạm Văn Nhanh ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn giúp nhiều nông dân khác cùng vươn lên, trở thành tỷ phú. Từ một chiều ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ người đàn ông đã giúp nhiều nông dân trở thành tỷ phú sầu riêng. Quý vị nhé. Nhận thấy những vườn điều trong vườn đã già cỗi và năng suất kém, khoảng giữa năm 2000, ông Phạm Văn Nhanh bắt đầu mạnh dạn chuyển qua trồng sầu riêng. Là loại cây trồng mới phải đối diện với nhiều thách thức rủi ro sông nhờ chịu khó học hỏi và tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, ông đã thành công chế mô hình này. Dùng đất bạc màu năm nào, giờ đây đã mang về cho ông khoản thu nhập tiền tỷ. Ông Phạm Chân Nhanh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nói. Bước đầu mà trồng sầu riêng thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất về khoa học kỹ thuật cũng chưa nắm rõ được là quy trình sản xuất, cách sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật những dịch bệnh trên cây sầu riêng nó thường xảy ra. trải qua bao nhiêu năm thì cũng đã nhân nhuyễn và đồng thời cũng tham gia các cuộc hội thảo để nắm bắt khoa học kỹ thuật đồng thời tuyên truyền đến các thành viên cho hợp tác xã nhìn chung hiện nay thì thì bà con cũng rất phấn khởi cũng nhờ có mã dùng trồng và đồng thời là cũng áp dụng những khoa học kỹ thuật tiến bộ. Hiện nay, ông Nhanh có 7 hecta trồng sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại thu nhập hàng năm cho gia đình trên 4 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động và khoảng 13 lao động thời vụ. Với vai trò là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú An, ông đã hướng dẫn các thành viên hợp tác xã và hội viên nông dân đăng ký thủ tục mã dùng trồng. Đến nay, hợp tác xã đã được cấp một mã dùng trồng cho 17 hộ với tổng diện tích hơn 120 hecta sầu riêng. Ông Phạm Thanh Toàn, người dân ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết. Thời gian ông Phạm Nhanh làm trưởng ấp đã tận tình giúp đỡ bà con hướng dẫn cách chăm sóc cây sầu riêng. Sau này anh làm chủ tịch tập tác xã đã áp áp dụng khoa học kỹ thuật uh, uh, vô vô sản xuất nên cây năng suất cây sầu riêng được tăng cao. Những bà con nào mà không biết quy trình chăm sóc cây sầu riêng thì ảnh nhiệt tình hướng dẫn cách chăm sóc và tận tình từng ly từng tí chỉ dẫn bà con để để cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đạt năng suất bà lại thị thảo chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú an huyện tân phú tỉnh đồng nai chia sẻ Cảm. là những người đầu tiên của phú an gắn bó với cây sầu riêng thì hiện nay thì đối với đồng chí bà nhang rất thành công trong cái việc là phát triển kinh tế từ cái hộ trước đây rất khó khăn bây giờ trở thành hộ giàu tại địa phương thì hàng năm thì thu nhập từ cây sầu riêng đối với gia đình đồng chí cũng rất là lớn Ở các xã dịch vụ nông nghiệp phú an để được cấp mã số vùng trồng như hiện nay, cái công của đồng chí giám đốc và tác xã rất là lớn. Rồi trong cái quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới, thì đồng chí cũng đóng góp rất là nhiều trong cái việc là đóng góp kinh phí làm đường, rồi hỗ trợ cho những cái hộ khó khăn tại địa phương, nhất là trong cái thời điểm dịch covid, Thế đó là rất là năng nổ, nhiệt tình có thể nói nhờ phấn đấu và có những bước đi mạnh dạng trong sản xuất mà ông Nhanh không chỉ giúp mình chương lên trở thành tỷ phú, qua đó còn dẫn dắt nhiều nông dân ở địa phương phát triển hiệu quả mô hình trồng sầu riêng mang lại thu nhập cao cho người dân trong vùng. Hiện nay hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp do ông Nhanh điều hành đã tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả với 200 ha sầu riêng đã đạt chuẩn việt gáp và tiến hành xuất khẩu thành công qua thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch. Với sự đồng góp đó, ông Phạm Văn Nhanh đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen nông dân điển hình tiên tiến tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 và được tuyên dương gương điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2023. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Như Thảo và Ngự Bình xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt.